Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi săn được 8 mặt 8 cái con boss bên đạt chính rồi nè. Bây giờ Khả đánh mặt phụ nè mày. Hiện tại cũng thấy Khả đạt 90 rồi. Bây giờ Khả đánh bánh xuất thủ tiếp tục cho anh em xem, cũng như là Khả làm video cho anh em xem nha. Và anh em đang theo dõi thì đừng quên để lại Khả like chia sẻ hội cho anh em ơi. Khả vẫn đang vận set mánh 12 nha nè. Đó. Rồi. Một cái mặt này mánh 5 và lại kèm Thiên Sơn và Quá Tưởng nè. Rồi, nhiệt đồ rồi. Đó, anh em thấy không? Một bot quá tủ đồ ra quá trời luôn em ơi. Để Khải mới đánh con kia xong giờ chúng ta đánh xong đâu Khải đi vào tìm bot tiếp nữa mày. Khải vào tìm bot tiếp rồi Khải cho anh em đọc lên cách bùa đánh thôi. Đánh cực kỳ nhanh luôn. Đánh chưa bài chưa đây 30 giây thì bot đã chết rồi nè. Giờ Khải đi tìm bot tiếp. Trước khi tìm Khải phụ nhà Khải bói đồ cho anh em xem cái tool này thì được gì nè. Đó, này cứ giỏi bói đồ nè mày. Một lần nhận nhiệm vụ 50 vạn kèm với 50 xu để lên phân quân độ nha nè. Khui. Đó. 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 Ôi xời. Cho thùng rác không. Mấy này đỡ sau này lái hiện tinh em ơi. Rồi, giờ phải mua lên rương báo là có bot nào thì nhận nhiệm vụ bot đó đánh tiếp rồi mà. Khải mới làm hai con hổ rồi. Con đầu tiên Khải không làm cho anh em xem. Nhưng mà hiện tại bây giờ Khải chưa hiểu được cái tọa độ của bot đó. Là Khải di chuyển hơi chậm rồi em ơi. À, bây giờ Khải cứ chạy lòng vòng phải tìm bot có đâu, có con nào Khải con đó em ơi. Chờ con hổ thổ ra thôi, hổ thổ nó chậm. Rồi cái dạo qua. Ok em ơi, Khải thấy con vợ Biên Thành em ơi. Giờ Khải đánh nó nửa máu cái, Khải cho nó về làm nhiệm vụ em ơi. Giờ làm nhiệm vụ. Vợ Biên Thành, ok. Hỏ hỏ, hôm nay cứ đánh hỏ mọc thủy là ok em ơi. Cho nó lẹ. Vô bùa cái đánh nhanh lắm em ơi. Đánh được rẹn luôn á. Kéo lên đây tí. Mấy ca, máu chạy rực rực. Này là boss sát thủ em ơi, một ngày đánh anh 8 con thôi nè. Anh 8 con thôi nè. Nhạc rẹp rồi, xong rồi phải phô về phải nhận nhiệm vụ cái lên. Vợ Biên Thành. Ghê, phải dừng phải nhận đấy. Nhận thì mất 50 xu lên lại nha nè. Còn Việt Nam thì mất vị trí rồi. Vợ Biên Thành. Đây. Ok. Gần tập kích 7. Mua cái này 50 xu. Lên. Vợ Biên Thành. Đó. Đó giờ thôi. Đánh bóp giờ thôi nè. Tốn 50 xu. Cái lời nha. Đem 1 vạn sẽ được 1 con. Rồi đồng tiền. Cho anh em đọc kẹp góc không? Rồi, siêu phẩm nhau anh em ơi. Hôm qua nay Khải đánh thì cũng hơn mười mấy con rồi á. Hôm qua trải nghiệm trên live á. Bây giờ Khải làm video ngắn thôi anh em ơi. Anh em theo dõi cảm giác thấy bắt một sang lên bài boss sắc nhíp thế chân này hay thì đừng quên đó lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và anh em đừng quên kích like chia sẻ ủng hộ mạnh hơn 100 like. Khải sẽ tiếp tục có những động lực Khải đánh những bắt tiếp theo anh em xem nha. Ok, bây giờ tiếp tục xong này. Bây giờ Khải đi tiếp tục vào tìm boss tiếp. Khải cho anh em động diện á. Rồi mặc gì anh ấy đang chính đi tìm boss tiếp nữa mà tìm có boss tiếp Khải sẽ boss đồ cho anh em xem tiếp. Mình không biết vị trí boss em ơi nên mình mới chạy loạn Sài Gòn mình tìm em ơi, nên là cái hướng tìm mình nó sẽ hơi chậm ấy. Ít hôm mà rành tí nữa thì nó sẽ khác nè. Hôm nay thì sự là cái ở server này tự nhiên là chuyển lệnh mà cái quất nhíp thế trận lên trên này á, hôm ra mình không hiểu em ơi. Mấy hôm là nó rất động 9x nha anh em, không phải như thế này đâu. Động 9x rồi mình chạy khỏi lăng động này nọ đồ các kiểu đâu phải như vậy nè. Thật ra mình hơi không biết vị trí á. Rồi, trình cửu nhật hợp thủy nè, ok nè. Để cho nó, ui, đánh đâu rồi. Trình cửu nhật hợp thủy, ok. Bói anh em ơi. Nội lực nè, sổ rác luôn. Cho thùng rác luôn. Trình cửu nhật hợp thủy là phải cho anh con đồng độc xuống nó buồn á.
lắc dữ vậy. Ngân tập kích 5 trên cũng nhập thủy. Đây quốc nó cho nên đọc bùa cái quốc thôi nè. Anh em mang về dư hốt lên như ngày xưa nơi đây mười lăm kết duyên mười lăm năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn nhớ nhung hoài. Ui dồi, nó muốn đâu vậy? Ba con quái phong độ đánh đâu quá ra đâu quá chứ đâu. Con này nó không có đồ không? Thì yên khải hơi yếu đánh đâu quá. Ui da, em chết rồi. Em chết rồi, mất bình tiền một lộ, quên mất mình quá tựa rồi. Uống thố quái. Trình cứu nhật là thử nha nè. Wow, tính ra hôm qua đánh luôn, tính ra là boss nhiều 16 con lận nè. Nhưng mà nó đồ sát uống các kiểu. Nên là mình tranh cái giờ nào ít người mình đi đánh rồi mà. Trình cứu nhật là thử. Uống cũng khoảng hơn 2/3 máu là phải gì khả nhận. Trình cứu nhật thử. Cho mình mua máu nằm độc. Trình cứu nhật thôi. Nằm độc nó đứng nó trụ đam tí cũng được nè. Nằm độc nó không có đồ nó không khỏe khỏe tí. Trụ đam như thế đánh. Rồi mình rút nè. Trình cứu nhật thôi. Rồi chị nhận nhiệm vụ nữa mà. Trước khi lên ít máu rồi. Con tiên nơi 50 vàng. Trình cứu nhật. Nơi rồi. Ngay gần tập kích 5 đúng không? Phải lên lại đúng không? Mua nhảy tập kích 5 mùa xu nữa nè. Mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Mà nghe tập kích 5 nè. Rồi, nhanh gọn luôn. Đó. Đậm đó. Thôi con thủy ra gì vậy nè mày. Qua bọn mình xem mớ đồ nè mày. Mình thì chưa có đồ gì hết. Ui dồi, nó đau quá nè mày. Ui dồi, muốn đau. Bót đầu của nó đau quá, quá quá nè. Càng đau nè. Dọn bót bắn quá nè. Cái này phụ nó hơi yếu nè mày. Nó không có đồ gì hết. Mới cấp 90 này chứ. Rồi, lắm đi. Lắm tiếc. Đó là cánh thiên sơn quốc tử của nhà nè. Quốc tử còn 17 phút rồi. Rồi, lùm lúa. Mày mong sao bắt một này có một cái gì đó đỡ tiếp tục đánh những tuần tiếp theo này mà. Lắm tiếc. Trình cứu nhập thủy. Lắm. Đồ gì đây? Ui, giờ chuyện nhẫn. Ôi, anh em thắng đồ nhiều không? Nhẫn cái chuyện quá trời. Ui, xời ơi. Chỉ mong người sư phẩm thôi em ơi. Ok, khả đi tìm mod đó nữa. Trình cứ nhập thủy. Rồi còn dưới dưới này không? Lấy sơ sơ thì nó dưới này không có thách các mod mà được phải dạo thôi. Nhẫn cái sư phẩm không có nào đây. Ở đây, dạ dưới nhân. Dạ dưới nhân. Gần một kích năng ok luôn. Hãy nhận vụ nữa mà. Trước khi nhận vụ thì ok, giờ quýnh ít máu à. Giải với nhau. Ok luôn. Khui, khui. Này nhiều đồ lắm này, quýnh cái nào là bó cái đó luôn. Đó. 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 Ui chô, cái gì băng sát dòng 6 dòng rồi, băng sát có 8 điểm. Ôi, giờ chuyện nữ kháng hỏi 25. Trời ơi. Sao không phải vào cái nhẫn. Trời, nhận rác. Trời ơi, sao nó không vào cái nhẫn anh em. Trời ơi, trời ơi, thiệt sự luôn. Nó ra cho chuyện kháng hỏi 25 vãi cả nồi. Không có đồ gì xài được anh em ơi. Mấy cái này là tầm khoai. Đâu. Càng như vậy nè. Rồi xong. À, dạ dân nhân họ chắc là
bát mạch chân kinh lập danh. Muốn nửa máu rồi nè mày. Em đọc khá bị đít rồi. Mày lần mất thêm 50 xu nè mày. Em đọc đít rồi mất 50 xu nè mày. Em muốn nửa máu tính sâu nè mày. Anh em ơi, muốn gần gần máu đó nhìn nhận nè mày. Dạ dưới nha. Dạ với nhân họ này mà. Trong chân đá nổi lên rộn vàng khắp cơ thành, còn bò lắm bao chi trai trở về. Phi nhanh hàng huyết về ngày đến phía Lâm An, người bò lắm cùng xanh vai. Rồi, lắm tiếng. Vừa bay núi thanh thành. Lắm tiếng, lắm tiếng. Gì sự phẩm ơi. Này kiếm cái nhẫn 540 ngàn bộ, 540 là về bờ như nào. Giá chuyện kháng cả 540 nó về bờ luôn. Mấy cái món đó thôi. Còn lại đai, lưng, nón này nọ rẻ, vũ khí rẻ. Vũ khí tầm này rất giá, còn ngân kim rưỡi thôi nè. Khá rẻ. Vũ khí nè, chọn vũ khí tiền ngập bội, có ngập bội. Vũ khí tiền ngập bội nhẫn này nọ là ngon em. Nhẫn này, ok. Rồi, cho phùng á. Cho nên đọc phùng đi tìm boss tiếp luôn. Luôn. Mình không biết vị trí boss năm ra nó hơi bị loạn xì ngòn. À, trung số bác, ok. Trung số bác, khó luôn, ngay từ cực 4, ok. Nếu mà mình đi là từ mình sẽ hiểu boss thôi mà. Trung số bác. Quật luôn, kéo vô một lát, quật vô một lát. Trung số bác. Trung sổ báo một lượng máu gì là bỏ đồ muốn tiếp vậy nè. Trung sổ báo. Trời quá nó buồn. Nó đường máu rồi đường mua khóc luôn nè mày. Trung sổ báo hồi hỏi tiếp tục nè. Bỏ gái lên tiếp này mày. Trung sổ bá. Ui. Đó. 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 Ui trời. Ui còn 20. Trời ơi. Cái nhẫn 40 là về bờ luôn em ơi. Nhẫn này mà còn 20 nè. Nhẫn đẹp vãi không. Sức lực lực đẹp vãi. Trung sổ bá. Chu số bá à, muốn rẹt rẹt nữa mà. Mấy người họ muốn đủ đất nhạc luôn. Mọc nữa. Chu số bá đây. Anh cấp 4. Chu số bá. Đồng đồ tiếp tục nè mày. Đâu. Nhẫn nó nhẫn 20 nè mày, 40 là đẹp luôn á. Nhẫn 140 sẽ vừa đang hiếm lắm nè. Ngập bội thì thấy nhiều còn nhẫn hiếm nè mày. Đồ nè. Vũ khí nè, đai, trời không có nhẫn nè mà. Không có vũ khí. Nhẫn tiếp rồi không nè.
anh em theo dõi đừng quên thấy boss sát thủ ở trên phân độ này hay thì đừng quên cho Khải video mới này 100 like để làm tiếp tục series tiếp theo mới nha nè. Mình giảm góc này, nhớ góc này phải có mấy boss nè. Anh ơi. Ở trên cái map này thì đến 16 con boss lận em ơi, nó nằm rải rác các vị trí nè em ơi. Không có mặc định một chỗ. Anh chỗ này không con anh luôn rồi. Thôi giờ bỏ đồ lại tính tiếp nè em ơi. Bỏ đồ cho anh em đi giao tiếp con mới tiếp theo. Ui. Đó, ui trời hò hò nè. Rác nè. Rác nè. Rác nè. Tổng sức lực cao là 120 rác nè. Rác nè. Họ sát nào công 94. Mất luôn nè em ơi. Các em ơi, ta thấy con boss vội biến thành nè em ơi. Biến thành này. Nó đang đọc lên muốn mấy cái rồi. Muốn thăm mọc luôn nha nè. Tối qua không có sự lựa chọn, thầy quýnh thổ luôn nè. Thầy quýnh luôn con thổ luôn. Mọc là đánh cũng ok. Vợ biến thành. Ui dồi, sống chết kìa. Ui dồi. Sớm chết thằng kia luôn. Kìa anh em ơi, bắt được con hà sinh vong rồi anh em ơi. Ồ, dưới kia có hàng, có người đó anh em ơi. Dừng chân nơi lâm an trong trần và đừng hồi linh vui. Hết quá tưởng rồi. Như muốn mình quá tưởng nó sẵn lên nhận nhiệm vụ luôn em ơi. Hà Sinh Vân. Này đánh được rẹt. Thằng đó thì nhẫn rồi em ơi. Thì nhẫn là nó gặp mình nó trốn nè. Đánh không nổi là mình rồi. Hà Sinh Vong gần tập cốt ba, ok. Thì nhận bộ luôn nha nè. Hà Sinh Vong. Mọc nè em ơi. Con mọc nãy giờ mà đánh chưa đánh con mọc nào nè em ơi. Thủy hôm qua Khải có đánh nè, mọc chưa đánh. Đừng có ép ông ơi. Má. Nổ kem. Ờ đâu. Ý, quên mua quốc tử rồi. Giang sơn chẳng thể qua một chữ cùng. Ai hay một giáng long ta lừng danh.
Anh còn ba con nữa xem ạ. Đầu tiên mọc này, dây chuyền này, cái chuyền nữ không? Đang kìm cái chuyền nữ khác cả là kháng lôi này mà. Thu dụ cái đồ cái này mà. Ui, đâu có một dây mọc này nè, có một dây mọc này nè. Các cả khăn lô này các kiểu và đang cần dây khăn lô 18 số. Trời ơi số. Rồi số luôn. Chút độc sắc 5 vái liền. Rác. Rác luôn. Rác luôn. Ồ, tính ra nhỏ nha. Đồ thì nhiều mà tôi hôm nay đánh không có gì luôn. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thú ta đi thật xa. Rồi hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Trình kiếm nhật kỳ mà không có. À, tiếp tục Dương Phong giật hợp mọc hôm nay mà. Dương Phong giật quá mà không đánh đâu em. Mấy quả xung quanh đánh đâu gơ rồi. Boss thì đánh không đâu nhiều, mấy quả xung quanh. Khéo đâu vậy. Dương không giận nó nhận nhiệm vụ như này. À, tiếp tục nữa mày. Dương không giận. Đúng này. Hôm nay còn thứ 6, thứ 7 rồi đó nữa mày. Kiếm gì cho chuyện kháng cả kháng loi ơi. Kháng cả 10, kháng loi 30 rồi cũng được nữa. Kháng cả 12, kháng loi 20 rồi cũng được. 5 Ủa, dạ. Đại lưng để lên mới nha. Rồi. Đây. Chẳng đọc vô gì mà máu à. Bố đồ luôn đây mày. Ui. Chụp rạp này. Rạp này. Con này không có trang sức luôn nè mày. Tập 20 vãi đã. 20, 17. Như toàn 20 không nè. 25, 17. Ít được. Cũng được, không quá đôi này chứ được quả trăm sông. 20 toàn 20 không. Quá trời 20, 20. Và muốn lấy máu lên tiếp tục nữa, lên tiếp bot tiếp, bot có tiếp nhận tiếp nữa mày. Kêu nữa mày đánh tả giật mình này nữa mày. Cho nó theo. Tả giật mình. Ui, xin chết rồi. Tớ như mình mọc nữa mày. Đúp con này con kia nó quýnh mình không? Hãy nói đây.
Nhật Minh. Trong đây giờ nhận tả Nhật Minh rồi nha nè. Nửa nửa máu không thể nhận. Anh em đang theo dõi bắt xem bài boss này. Bắt đầu tiên của Khả cho 100 like ủng hộ tinh thần. Tiếp tục đánh cho anh em xem anh em ơi. Tả Nhật Minh. Ok. Máu bắt. Con này chắc con cuối rồi, còn 100 vàng rồi. Ồ, đủ 8 con vãi nồi. Ok anh em ơi, và nói chung là ngày hôm nay thì cái bát đầu tiên Khải cũng đã đủ 8 con rồi mà. Rồi Khải coi anh em trong bàn ai đánh không? Ai đánh? Ta giật mình. Một con này. Rồi, anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải video bắt này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Khải đang sử dụng cho mình là set may mắn 12 nha nè. 3 lại mặt nạ xấu nữa, mặt nạ năm nữa là 17 may mắn rồi nè. Rồi bắt đầu tiên nói chung là cũng không có gì sản phẩm đâu mà, toàn những đồ gọi là để mình sau này mình lấy hiền tinh thôi nè. Chung là cũng chưa gọi là may mắn. Hẹn anh em những bắt tiếp theo nha anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người, bye bye anh em. Hẹn anh em ở những buổi livestream nha anh em ơi.